Diễn viên Anh Tuấn, tôi bị Diệp Lam Anh nhắn tin đe dọa sau bình luận bênh vực Nghiêm Đức. Diễn viên Anh Tuấn bị chỉ trích dữ dội vì bênh vực chồng cũ Diệp Lam Anh. Tối ngày 8 tháng 7, mạng xã hội dậy sóng khi chồng cũ Diệp Lam Anh, thiếu gia Nghiêm Đức đã có bài viết dài trên trang cá nhân về những ồn ào ly hôn của cặp đôi. Giữa làn sóng dư luận, nam diễn viên Anh Tuấn đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lam Anh. Theo đó, diễn viên Anh Tuấn phố trong làng để lại bình luận dưới bài viết của thiếu gia Nghiêm Đức. Cuối cùng thì bạn cũng lên tiếng, đã rất nhiều lần mình muốn khuyên bạn nên lên tiếng để nói ra sự thật. Đừng để đến lúc ảnh hưởng tới bố mẹ nhưng chưa có cơ hội. Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng. Cố lên bạn tớ, chỉ mong bố mẹ luôn bình tĩnh trước mọi chuyện để đảm bảo sức khỏe. Diễn viên Anh Tuấn viết. Động thái của diễn viên Anh Tuấn đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Đông đảo cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai, ném đá nam diễn viên. Nhiều người cho rằng Anh Tuấn không nên lên tiếng vào thời điểm nhạy cảm như thế. Đồng thời, diễn viên Anh Tuấn cũng không phải người trong cuộc. Vì thế, những phán xét một chiều như thế sẽ gây ảnh hưởng đến bản thân. Nam diễn viên cũng đã viết thêm bình luận, cho rằng bản thân anh là người thân trong gia đình Nghiêm Đức, nên hoàn toàn hiểu câu chuyện này đang bị đánh giá một chiều. Các cụ có câu, ông ăn chả, bà ăn nem, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Đã là người ngoài thì các bạn cứ đưa ra quan điểm cá nhân lên thôi. Các bạn có biết những câu chuyện đằng sau không? Không, biết làm sao được, còn tôi thì biết. Tuy nhiên, trước làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, nam chính phố trong làng đã xóa bình luận. Dẫu vậy, động thái của nam diễn viên đã được cư dân mạng chụp lại, chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Diễn viên Anh Tuấn nói, không riêng Nghiêm Đức, cả Diệp Lam Anh cũng có lỗi trong chuyện này. Nam diễn viên cho biết, vì bị cư dân mạng tấn công khi chia sẻ bình luận trên mà suốt đêm hôm qua anh đã không ngủ được. Tôi trằn trọc mãi đến 5 giờ sáng hôm nay mới chợp mắt được một chút. Cư dân mạng tấn công trang cá nhân, lôi cả gia đình vợ con tôi vào, khiến tôi cảm thấy vô cùng áp lực. Diễn viên Anh Tuấn cho biết, ngay trong đêm qua, giữa anh và Diệp Lam Anh đã có cuộc trò chuyện sau bình luận gây tranh cãi. Tôi nói ra câu chuyện này không phải bịa đặt và cũng không bênh vực ai cả. Nhưng Diệp Lam Anh đã nhắn tin cho tôi với nhiều lời mang tính đe dọa. Tôi cũng sợ lắm, sợ ảnh hưởng đến công việc và gia đình. Tôi còn giữ rất nhiều tin nhắn giữa tôi và Diệp Lam Anh. Cô ấy nói với tôi nhiều lời lẽ không mấy nhẹ nhàng, nhưng có lẽ tôi xin phép không công khai. Diệp Lam Anh có cả ekip truyền thông, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, còn tôi thì hoàn toàn không có ekip phía sau để hậu thuẫn, nên tôi nghĩ tôi sẽ không đưa ra bình luận gì thêm. Nam diễn viên tâm sự, vì là người thân nên anh chứng kiến câu chuyện của Nghiêm Đức và Diệp Lam Anh ngay từ đầu và cảm thấy Diệp Lam Anh đang điều hướng dư luận, khiến nhiều người đang có cái nhìn một chiều về những ồn ào ly hôn của cặp đôi. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.